chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, số hưởng lộc giàu sang, tiền vàng ồ ạt kéo về liên tiếp, trả sạch nợ nần đổi đời giàu sang. Quý khán giả thân mến, trong hành trình sống của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã hay đối diện với thất bại. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta gặp khó khăn hay không, mà là cách chúng ta phản ứng trước những trở ngại đó. Việc lựa chọn bỏ cuộc hay kiên cường tiếp tục tiến lên phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh, ý chí của từng cá nhân. Thực tế cho thấy, không có thành công nào đạt được mà không trải qua những thất bại, vì thất bại là mẹ của thành công. Mỗi lần thất bại có thể mang đến nỗi buồn, cảm giác thất vọng, thậm chí là đau đớn, nhất là khi chúng ta đã rất toàn lực nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn. Trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được thành công, chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi đứng lên từ những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và hoàn thiện bản thân. Mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch tới đây, người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 là con giáp khổ tận cam lai. Trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu, thì từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này trở đi lại càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên, nhiều tiền và viên mãn. Để hiểu rõ vận trình từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này diễn biến như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết vận may từng ngày và những bước cần thực hiện để nắm bắt cơ hội, tránh xa xui xẻo, giúp tuổi Đinh Tỵ tận dụng tốt nhất thời điểm này nhé. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, trong nhịp sống hối hả, ta quên mất rằng những khó khăn không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để ta nhìn lại bản thân. Cuộc sống giống như một dòng chảy không ngừng và ta chỉ là những chiếc lá nhỏ bé trôi theo dòng nước, có khi nhẹ nhàng lướt qua, có khi lại mắc kẹt ở một ngã rẽ nào đó. Nhưng dù là ngã rẽ hay thác gần, mọi thứ rồi cũng qua, những nỗi buồn, những vết thương dường như không còn quá đau đớn nữa, mà chúng đã trở thành một phần của ta. Sâu thẳm trong mỗi người đều có một ngọn lửa âm ỉ chờ được thổi bùng lên vào những lúc tưởng chừng như không còn gì. Đó là lòng kiên trì, là niềm tin rằng sau những cơn mưa mặt trời sẽ lại xuất hiện. Con người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng. Thế nên đừng lo khi ta cảm thấy lạc lối, đó chỉ là một phần trong hành trình lớn của cuộc đời, nơi mỗi vết thương đều giúp ta trưởng thành hơn và mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã là một minh chứng cho sự mạnh mẽ của chính mình, như con sói đầu đàn. Ta cần chấp nhận những vết thương để không ngừng vươn lên, vì sau mỗi cơn bão ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và ngày mai luôn có điều gì đó đáng chờ đợi. Khi mọi thứ không ổn, hãy thay đổi kế hoạch chứ đừng thay đổi đích đến. Bạn muốn sống một đời phù hoa, muốn hưởng những thứ người bình thường không được hưởng, vậy thì bạn phải chiến đấu, phải kiên cường và đối diện với những nghịch cảnh mà người thường không cần phải đối diện. Khi mọi thứ không ổn, hãy lập một kế hoạch mới chứ đừng mất đi cái chất của bản thân, đừng thay đổi bản tâm do sự dần xoay của cuộc đời. Và hãy nhớ, người đời không có nghĩa vụ phải thích, bạn không có nghĩa vụ phải hiểu, bạn phải yêu thương bạn, phải trân trọng bạn, phải giúp đỡ hay ủng hộ bạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương, bạn nên yêu thương, ủng hộ những gì mình đang thấy, vì đấy là người duy nhất sẽ luôn kề cận ở bên, nâng đỡ bạn, dìu dắt bạn qua những sóng gió ở đoạn này. Nếu đã muốn một đời rực rỡ, mong bạn hãy yêu thương chính mình, bền trí và kiên tâm. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Đinh Tỵ rất thông minh, sâu sắc, năng động và quyến rũ một cách bí ẩn. Họ có đầy đủ các nguồn lực trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp. Họ có khả năng phản ứng mạnh mẽ và kỹ năng xã hội cao. Họ kết bạn với nhiều người và rất coi trọng tình bạn. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và kiên trì. Vì vậy, họ dễ dàng phạm sai lầm. Họ quá thẳng thắn, đôi khi có thể làm tổn thương người khác. Họ là người cứng đầu, vì vậy hầu như không lắng nghe ý kiến của người khác. Những người tuổi Đinh Tỵ trời sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ nên vận mệnh khá đào hoa. Họ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ được chồng yêu thương, quan tâm, còn nam mệnh tuổi Đinh Tỵ lấy được vợ đảm đang, hiền hậu. Can Đinh và Chi Tỵ đều thuộc hành quả nên tâm hồn của người tuổi Đinh Tỵ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ là người năng nổ,
hăng hái trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, điều này khiến tính khí của những người tuổi này khá thất thường. Tuy vẻ ngoài của họ luôn điềm tĩnh, ung dung nhưng nội tâm lại chất chứa nhiều tâm tư. Người tuổi Đinh Tỵ có tham vọng lớn, luôn khát khao sự giàu sang, quyền lực và địa vị. Với nghị lực kiên cường, họ sẽ cố gắng không ngừng để giải quyết mọi trở ngại, vượt qua mọi đối thủ. Chính vì thế, họ có thể tự mình tạo dựng nên sự nghiệp vững chắc. Phong thái của những tuổi Đinh Tỵ luôn cứng rắn, không khoan nhượng. Với tài hùng biện thiên bẩm, họ có thể trở thành những vĩ nhân trong lĩnh vực chính trị, luật sư. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ, vận may sự nghiệp của họ dao động rất lớn, sẽ có một số cơ hội trong lĩnh vực làm việc của họ. Nếu họ có thể nắm bắt tốt các cơ hội, họ sẽ trở thành chuyên gia trong ngành. Nếu họ không nắm bắt nó tốt, họ chỉ có thể hoàn thành, không có gì vào cuối. Hơn nữa, cơ hội thường xuất hiện mà không có điểm báo. Do đó, có ý kiến cho rằng họ kiên trì học tập trong cuộc sống hàng ngày, tài sản của họ tương đối đơn giản. Họ có thể phát triển một thói quen xấu, xa hoa. Nếu họ chỉ tiêu tiền nhưng không biết cách quản lý tiền, cuối cùng họ sẽ không còn tiền. Tuy nhiên, họ có một may mắn trong đầu tư. Nếu họ có thể học một số kiến thức về đầu tư và quản lý tiền, họ có thể kiếm được một số tiền đáng kể. Chỉ cần nhớ, đừng lãng phí tiền vào các sản phẩm vô dụng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này được dự báo là một thời điểm có hung có cát, cơ hội và thách thức song hành với người tuổi Đinh Tỵ. Các tinh mang tới nhiều cơ hội để bạn phát triển và triển khai các kế hoạch, nhưng cũng không ít hung tinh tiềm tàng có thể gây sóng gió bất ngờ cho bản mệnh như nguyệt lệnh lâm trường sinh. Nhìn chung, mọi thứ vẫn đang có tiến triển tích cực. Con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo, tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Vận khí khởi dựng nhưng vẫn còn khá yếu ớt, nhắc nhở bản mệnh cần thực hiện từng bước, đừng hấp tấp quá mà sôi hỏng bỏng không, đề phòng thị phi quấy nhiễu. Tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ chưa thực sự lý tưởng, chính tài may mắn ổn định nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm. Tránh bị lừa đảo, đặc biệt có hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh, bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Sức khỏe từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ cũng không được tốt cho lắm, khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí, nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến cho bạn luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Vì có nhiều vấn đề để bận tâm nên chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mức, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này cũng không có gì đáng để bạn hy vọng. Các cặp vợ chồng thậm chí có lúc có bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Cả hai cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho đối phương, cùng sẻ chia thì tình cảm mới có cơ hội để thăng hoa. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Nhìn chung, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này sẽ có cả thách thức và cơ hội tới với người tuổi Đinh Tỵ. Cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn giũa ý chí và bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần con giáp này vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí lại có năng lực sẵn sàng, thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. Trong từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Đinh Tỵ đón những sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự thăng tiến, thuận lợi. Nếu bản mệnh có thể nắm chắc các khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới, bạn có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới, bước đầu giành được thành công đáng tự hào. Đặc biệt, con giáp này còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển không chỉ cá nhân bạn mà còn của cả tập thể. Có thể thấy, tuổi Đinh Tỵ đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn để không lỡ mất vận may hiếm có này. Tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi nhiễu nhưng do tiểu nhân gây ra. Bạn vốn cũng chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay.
Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này, dù có làm bất cứ việc gì bạn cũng cần thực hiện từng bước, đừng gấp gáp quá mà xôi hỏng bỏng không. Nhất là nếu có ai đã chỉ ra lỗi của bạn thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp bảo thủ hay quá tự tin vào bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp có thể thấy, vận trình tài lộc thời điểm này của tuổi Đinh Tỵ hung nhiều cát ít. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, chính tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn rồi, nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp để đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Lại thêm trong thời điểm này có tiểu hao, bản mệnh dễ bị lừa gạt về tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu. Đã vậy, bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Thời điểm này, bạn được khuyên nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu để dụ bạn vào tròng và chiếm đoạt lợi ích của bạn. Tuy nhiên, may mắn là từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này còn có nguyệt lệnh trường sinh trợ mệnh, người tuổi Đinh Tỵ vẫn có thể thấy tia sáng le lói ở phía cuối con đường. Nếu con giáp này chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tay trái, thì bạn có thể cải thiện được tình trạng thu chẳng đủ bù chi. Tất nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức làm việc tất bật suốt ngày. Thậm chí chuyện ăn ngủ không điều độ, bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có lựa chọn cho riêng mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết, thời điểm này thể trạng tuổi Đinh Tỵ cũng không được lý tưởng. Khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể. Thậm chí nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến bạn luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong thời điểm này lại có sự xuất hiện của thiên hình hung tinh, báo hiệu về những nguy cơ bạn có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Tuổi Đinh Tỵ cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, do tuổi Đinh Tỵ có nhiều vấn đề phải bận tâm từ công việc tới tiền bạc, nên bạn cũng không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho cả chuyện tình cảm. Mối quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà xảy ra nhiều vấn đề hiểu lầm không được tháo gỡ kịp thời. Cả hai có lúc có bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Đôi bên cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho đối phương cùng sẻ chia thì tình cảm mới có cơ hội để thăng hoa. Thêm nữa, tiểu nhân ở ngoài xúc xỉa cũng có thể khiến cho bản mệnh và người ấy sinh lòng hiềm nghi. Cần phải tỉnh táo để tránh mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Điều quan trọng nhất để gìn giữ mối quan hệ chính là niềm tin dành cho nhau. Người độc thân trong thời điểm này nếu đang mong chờ một điều mới mẻ nào đó sẽ đến, nhưng bản thân bạn lại luôn dùng lý do bận bịu, không có thời gian thì cũng không có gì đáng để bạn hy vọng. Trước hết, con giáp này cần sắp xếp lại cuộc sống của bản thân đã nhé. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, điều đó đa phần đến từ nỗ lực của chính bạn và có cả sự giúp sức từ bên ngoài nữa. Những cống hiến của bạn sẽ được ghi nhận và mọi người sẽ còn nhắc về bạn với những thành tích mà bạn đã đạt được. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nỗ lực của bạn cũng như các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh có thể diễn ra tốt đẹp và điều này có thể khiến bạn ngày càng trở nên tự tin hơn. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bạn có thể hòa đồng với môi trường xung quanh, bạn có thể sẽ nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh, điều này rất hữu ích trong việc tạo ra các kết nối mới có lợi cho tương lai. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này,
sự nghiệp của bạn tiến triển tốt đến mức mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần này, Tỵ kiên gây rối cho người tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh có thể gặp phải vướng mắc trong công việc, với bạn bè và đồng nghiệp, bạn không nên quá cứng đầu, cứng cổ gạt bỏ ý kiến của người khác, mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn, chính xác chưa. Khi gặp phải khó khăn, bản mệnh có thể chia sẻ với mọi người xung quanh mình hoặc hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Nếu cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình. Tuần này một khắc thổ, đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng con giáp này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống. Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần này tương phá cảnh báo người tuổi Đinh Tỵ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu. Dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy thì cũng chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư chứ không nên quá vội vàng. Bởi thời điểm này, tình hình kinh tế chung khá khó khăn và bạn cũng gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Tuần này một khắc thổ, nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau, đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên khiến cho tình cảm ngày càng rạn nứt. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết, sự nghiệp đón những sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tài lộc chưa thực sự lý tưởng. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Con số may mắn 66, 45 và 78. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, nếu như có chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, thì hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, còn tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn ra trông rộng, sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu. Trên phương diện công việc, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Sửu cùng có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển, đạt được thành công. Tuổi Đinh Tỵ thông minh, sắc sảo, còn tuổi Sửu chăm chỉ, cẩn thận, đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dần. Nhìn ở một góc độ khác, nếu như trên phương diện làm ăn, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Tuổi Dần thông minh, nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, giúp tuổi Đinh Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại sự may mắn về tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mão. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo nếu như tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ. Giữa họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thìn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Trong khi đó, tuổi Thìn sẽ hết mực ủng hộ nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng,
thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Ngọ. Cặp đôi tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Tuổi Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn tuổi Đinh Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mùi. Tuổi Đinh Tỵ thích lãnh đạo người khác và tuổi Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng những mâu thuẫn và bất đồng thường xuyên xảy ra khiến cho mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thân. Tuổi Đinh Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tuổi Đinh Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị, còn tuổi Thân yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh, mối quan hệ giữa tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dậu. Sự kết hợp của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tuất. Tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Vậy sự hợp tác này rất cần thiết. Hơn nữa, tuổi Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để tuổi Đinh Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Hợi. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác, làm ăn với nhau. Tuổi Đinh Tỵ nhiệt tình, với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc. Còn tuổi Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến, cảnh giới cao nhất khi làm người là biết mà giả vờ như không biết. Rõ ràng là điều gì mình cũng hiểu, cũng thông nhưng lại tỏ ra không biết gì. Đây là người không phô trương, không đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, luôn bình dị, gần gũi với mọi người và dễ được mọi người yêu mến. Ngược lại, người luôn muốn thể hiện bản thân, muốn người khác đánh giá cao về mình thường là người ham muốn hư vinh. Thất bại trong chốn quan trường, mất đi chức quyền và tất cả mọi thứ đều chính là cái họa do sự khoe khoang mang lại. Một là không nói cho đã miệng, không bình luận khuyết điểm của người khác. Trong xã hội hiện đại, không ít người gặp phải rắc rối do lời nói không kiểm soát gây nên, hậu quả không mong muốn. Thường thì những người thích thể hiện bản thân, phê bình nhược điểm của người khác, hay nói những lời đồn đoán, thị phi, sẽ là những người dễ dính vào rắc rối nhất. Họ có thể không có ác ý nhưng do lời nói bị hiểu lầm, lan truyền sai lệch khiến người khác hiểu sai và gây thù oán. Do đó, cẩn trọng trong phát ngôn, suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ giúp tránh được nhiều vấn đề không đáng có. Điều này đặc biệt quan trọng trong cách đối nhân xử thế. Bởi họa từ miệng mà ra, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ lời nói cẩn thận để tránh tạo ra những phiền phức không cần thiết trong cuộc sống. Hai là dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng. Sự rộng lượng và thái độ khoan dung là chìa khóa quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Đôi khi không cần quá khắt khe với người khác, mà thay vào đó hãy nhìn nhận vào những ưu điểm, điểm tốt của họ để dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mỗi người bạn là một cơ hội mới mở ra nhiều con đường và lối thoát trong cuộc đời. Sự khoan dung không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn giúp chính mình cảm thấy thanh thản hơn. Khi bạn mở lòng không chỉ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mà còn tạo điều kiện để thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy bao dung như biển cả, giúp đỡ và tha thứ để tạo dựng một môi trường sống hài hòa, tốt đẹp hơn. Ba là biết cương, biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Người khôn ngoan không chỉ biết cứng rắn khi cần, mà còn linh hoạt, uyển chuyển trong mọi tình huống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Có những lúc thành công hân hoan nhưng cũng có khi gặp khó khăn, thất bại. Người thông thái là người biết giữ vững sự bình tĩnh, không kiêu căng khi thắng lợi và không nản chí khi gặp trở ngại. Khả năng kiên nhẫn và bình tĩnh trong thất bại giúp họ chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tiến xa hơn. Chỉ khi biết nhẫn nhịn, chịu đựng những thử thách, khó khăn,
chúng ta mới có thể lùi một bước để tiến tới những thành công lớn hơn, đạt được những điều mong muốn sau này. 4 là linh hoạt ứng phó, ung dung, cẩn thận. Câu chuyện kể về một người đàn ông đến thăm chùa và khi bước vào cổng thấp, anh ta không để ý và bị gia đầu. Vì hòa thượng đã khuyên anh rằng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần biết cúi đầu không chỉ theo nghĩa đen mà còn theo nghĩa bóng, trong cách sống và ứng xử tương tự. Thái độ đối nhân xử thế cũng cần sự linh hoạt và cẩn thận, biết khi nào nên nhún nhường, thấu hiểu và hạ cái tôi của mình. Đấy không phải là sự yếu đuối mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận vấn đề giúp bạn tránh được những va chạm không cần thiết, giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng và trôi chảy, đồng thời thể hiện sự điềm tĩnh sâu sắc trong từng hành động. 5 là bề ngoài ngu ngốc, nội tâm tin tưởng và tháo giác. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo một cách tuyệt đối. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác hay quá khắt khe trong việc soi xét từng lỗi nhỏ của họ. Thay vào đó, hãy biết cách sống thoải mái, đôi khi nên bỏ qua những chi tiết vụn vặt, việc để người khác có cơ hội sửa sai hoặc để lại cho họ một con đường lui sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Chính khả năng bỏ qua những điều nhỏ nhặt và không đặt nặng áp lực lên người khác là một biểu hiện của sự khôn ngoan, biết nhìn xa và hiểu rằng không ai là hoàn hảo sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và tháo giác trong ứng xử hàng ngày. 6 là thành thạo, hồ đồ, quảng giao, kết bạn rộng rãi trong xã hội hiện đại. Việc đối mặt với những điều giả dối, hư thực xen lẫn nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Người khôn ngoan không phải là người luôn cố gắng phân định rõ ràng mọi thứ, mà là người biết cách thành thạo, hồ đồ trong những tình huống cần thiết, tạo cho mình một không gian giao tiếp linh hoạt. Họ có khả năng duy trì các mối quan hệ đa dạng, thậm chí có thể kết bạn với nhiều kiểu người khác nhau mà không quá để tâm đến những lời nói khó nghe hay xúc phạm từ đối phương. Thay vì phản ứng mạnh mẽ, họ bình tĩnh và điềm nhiên đối diện với mọi tình huống, thể hiện sự hòa nhã và thấu hiểu. Không quá coi trọng hay áp đặt cảm xúc lên mọi sự việc cũng là cách giúp họ tránh khỏi những xung đột không cần thiết. Bằng cách này, họ duy trì được sự hòa thuận trong giao tiếp và tránh các tranh chấp vô ích, đồng thời mở rộng được mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp một cách tự nhiên và khéo léo. 7 là luôn sống cởi mở, triết lý biết đủ sẽ được vui vẻ. Nhân sinh quan của những cá nhân này thể hiện sự cởi mở và lòng biết đủ. Điều này giúp họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ có khả năng thấu hiểu và nhìn nhận mọi vấn đề một cách thông suốt. Vì vậy mà không có gì có thể khiến họ cảm thấy bất ngờ hay lo lắng khi đối diện với những tình huống phát sinh. Họ luôn duy trì một tâm thái bình thản và ung dung trước mọi thứ xung quanh. Điều này giúp họ giữ được sự vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Để sống một cách cởi mở và thoải mái, có người cần phải có một trái tim bình tĩnh, không để bản thân bị cuốn vào những toan tính phức tạp hay những suy nghĩ hằn sâu về đúng sai. Họ hiểu rằng, mỉm cười trước sự nở hoa cũng như việc chấp nhận khi hoa tàn lụi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi và tạm bợ, vậy tại sao chúng ta phải liên tục lo lắng và suy nghĩ không ngừng về nó? Những điều không vui trong cuộc sống nếu có thể, hãy để chúng trở thành dĩ vãng và cho phép bản thân quên đi những điều tiêu cực. Đừng nên cố chấp vào bất kỳ điều gì, bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Việc biết đủ sẽ giúp bạn cảm nhận được giá trị của hiện tại, mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc thực sự. 8 là luôn tỏ ra yếu đuối và hồ đồ trong cuộc sống. Ngay cả những chú ngựa khỏe mạnh đôi khi cũng gặp phải tình trạng mất móng đều cho thấy rằng không ai có thể hoàn hảo mãi mãi và mọi người đều có thể mắc sai lầm khi thực hiện công việc hay tương tác với người khác. Việc thỉnh thoảng tỏ ra một chút bất cẩn hay không hoàn toàn chín chắn là điều không thể tránh khỏi. Những người thông thái thường không quá chú trọng đến những tiểu tiết hay đặt nặng những thành công và thất bại, mà họ giữ cho tâm hồn mình ở trạng thái bình yên và hòa nhã. Họ hiểu rằng, việc ngã một cách nhẹ nhàng sẽ ít gây tổn thương hơn, trong khi những cú ngã mạnh sẽ để lại nhiều đau đớn. Khi ta quá chú tâm vào một vấn đề nào đó, dễ dàng dẫn đến việc chúng ta cảm thấy tổn thương hơn nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Do đó, việc giữ một thái độ thoải mái, không quá lo lắng hay cầu toàn sẽ giúp ta tránh được những cảm xúc tiêu cực và dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích,
Quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.